nó uống bia mà nó đâu uống nó đâu. Ở gì đó. Bây giờ thì sự tích cây bên hương. Lê Tiến sẽ hát một vài ca nữa để gửi đến cho hồn với anh Tâm cũng như những gì anh ta tâm sự. Một lớp ủng hộ được trích đoạn trong và cái lương đến nổi tiếng của cố soạn giả Yên Lan, trích đoạn được mang tên kỷ niệm thời con gái. Ok. Đợi mở cho hay nha. Đợi cho hay. Danh cầm trẻ Hoàng Vũ. Nghệ nhân ưu tú Duy Kiên. Nghệ nhân ưu tú Quỳnh Tuấn. Nghệ nhân ưu tú Úc Thị. Thôi hết rồi người đã tha tôi. Quên hết lời thề gây ra rồi. Ôi kỷ niệm ngày mình quen nhau. Chào chị Thủy. Đây em làm con là tốt nhất cho tâm thương trong đêm tối này. Sao tình yêu hóa ra hận rồi, sao dịu êm hóa ra biển lớn. Ôi cuộc đời giấc mong cánh tan. Đời cô ra đi tôi lo lắng ngồi ngồi. Không phải tôi sợ mất người yêu mà sợ đâu anh đầy hiền vô mong. Người ta nói đồng tháng giờ thì người đã bao nhiêu đau khổ nhiều lần bao những đôi giới người yêu thì đã là đau khổ ai nỡ đành tóc giang dở chia tiền thôi đừng nói gì thêm.
người ấy. Tôi biết thân tôi rồi, tại số tôi nghèo nên người đã thân phụ tôi. Tôi nói nữa mà chi tôi đau lòng người ơi. Giữa tôi với cô gặp cùng chung chỉ hương thì làm sao mình chung tôi nhớ đến đường. Tôi nghe mình gặp bạn bè lúc nhớ đi nhau ông cái